Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp đặt cái bộ Airvance Compact. Khách đã yêu cầu là hai trụ nhưng mà vì một lý do bất khả kháng nên hết hàng, nên mình chỉ có một bộ thôi để lắp cho khách hàng, và mình bắt buộc phải xử lý tình huống gấp để giúp khách hàng giải trí cái buổi 30/4. Thì mình sẽ cho khách mượn cái bộ Airvance S1 và Super B1 Pro. Thì mình sẽ có một clip khác đủ bộ hơn về sau. Thì bây giờ mình tạm test cho các bạn hệ thống này. Diện tích ở đây không gian là khoảng tầm 50 đến 50 mét vuông hơn, khá là lớn. Thì mình sẽ ráp cho các bạn thử coi cái độ phủ, cái chiếc âm thanh Bose Compact này nó sẽ có đủ phủ đều với căn phòng này không. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đưa cái Airvance vào. Ok. Được, đem mở ra. Anh cầm quay giúp em đi. Tập hợp đi. Quay đi. Cái này. Rồi. Quay đi tập hợp. Bắn. Vào. Quá rồi. Đây. Hai ra trả lại 10 phân. Rồi. Cái này ổn đâu? Ok. Cái này là ổn đâu? Đúng. Đây là. Chứ là sao? Nó phải cái chim nào nó phải đối diện cái kia. Thì cái này phải khác, cái này là đông rồi. Nó thông kiểu của nó là căng kẹp hơn. Kiểu kia là không có đâu, kiểu kia là nước rồi. Thì kiểu này hát là không phải hát bao giờ. Cái này nó xa TV, xa loa này. Rồi chỗ này mai mày có cái ở đây, mình có cái đôn nào không? Có cái dao không? Cái đôn không phải. Không phải. Rồi, ok, cho nó hai cái miếng xanh ra đây. Hai cái xanh cái đó. Tôi bỏ ở đây lên trong phòng đây nè. Cái này ok rồi đúng không? Rồi, xin mời anh. Xin mời anh. Đây là mình sẽ thực tế cho các bạn xem. Họ cho các bạn xem. Ở đây là hai khúc của Airvance S1 và B1 Pro. Và đây là full rank. Đây là chỗ full rank chính của S1. Lúc nào đi đâu nào mình quái. Rồi cái quên cho nó mình quái nó. Những tí nước uống này. Nước có hạt nước có. Nước này này hay là nước bình thường nó rồi lại nhỏ. Ok. Vậy là mình đã lên trụ xong cái chiếc B1 này. Giờ tiếp tục mình sẽ đập thùng ra cái chiếc Compact, công suất nó sẽ nhỏ hơn. It's one Compact. Ok. Wow. Mình sẽ mở chiếc mông. Các bạn thấy nó khá là design khá là đẹp và rất là gọn gàng. Và đây là quạt, đây là trăm bát chung cũng như là dãy tầng thấp, và đây là full range thì mình có thể lấy nó ra. Bạn thấy không, mình sẽ lắp vô sau, mình sẽ cái này là trên cùng. Ok, mình hãy để đi, tí mình sẽ lắp thành phẩm cho các bạn hình dạng. Và đây là rồi quay cái chân tranh thủ kịp đáp ứng cho khách hàng giải trí cái ngày 30. Ok. Có dao cắt chén không anh? Đâu, anh đâu có biết đâu. Đó đâu, anh đâu tìm từ giờ. Không có luôn nè. Chắc đỡ cho anh. Rất là đẹp. Khác với lại Airvance S1 thì cái Compact này khá là nhẹ nhàng các bạn. Cắt lỗ. Anh có cắt, tại anh cắt dư hai miếng rồi nè, anh cắt trên nè. Chọc phía giữa nè. Đó. Ok. Ok. Được rồi. Mình sẽ khui hộp chiếc khăn bắt này ra. Ok. Vậy. Chiếc túi. Ok. Và đây là cái đầu mở.
mình sẽ setup vào đây là hai thanh. Các bạn lưu ý hai chiếc thanh này, thì hai chiếc thanh này chúng ta phải nên lưu ý có một chỗ điểm, đó là khi chúng ta ở cái khoảng cách mà xa, chúng ta nên gắn với ghép với nhau là ba trụ. Ok. Ok. Các bạn thấy là chiều cao nó cũng lùng, không lùng so với lại Compact S1 Pro. Và thiết kế này nó sẽ gọn hơn vì súp nó tích hợp ở bên trong. Và đây full rain ở trên cùng. Đối với cái full rain này thì các bạn lưu ý là cái full rain này nếu chúng ta ở những căn phòng nhỏ hơn thì chúng ta nên bỏ ra cái trụ giữa này. Thì mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn. Anh bỏ giúp em cái trụ giữa đi em. Bỏ trụ giữa đi. Rồi. Bỏ trụ giữa đi. Rồi. Rồi, đây kéo này. Kéo này. Mình sẽ bỏ trụ giữa đối với những không gian mà phòng nhỏ. Rồi, ok, mình sẽ ghép cái cây full rain lên. Đây, dành cho những cái diện tích, tức là các bạn ngồi đối diện được với nhau. Khá là good. Ok, giờ là xong, mình để trụ ngắn nha. Mình thấy tới cao nhưng mà vì diện tích từ đây đến đây cũng khoảng tầm 5 mét thôi. Cũng khá gần, với cái công nghệ Laurai cái độ phóng khá là xa nên mình sẽ chỉ để thấp. Mình sẽ không để cao. Sau đó mình vì cái chỗ này mình sẽ ghép với lại cái X180. Thì lý do vì sao thì cái X180 thì nó sẽ cái echo, nó hỗ trợ cái echo nhiều hơn trong cái lĩnh vực karaoke trong gia đình đó. Còn nếu mà chuyên nghiệp hơn, chúng ta có thể dùng mixer bàn cũng được. Nhưng mà mixer bàn analog thì có những cái vệt và cái delay nó cũng sẽ không có hay, và nó cũng bị hạn chế vì nó hơi chuyên nghiệp đó. Trừ khi chúng ta sử dụng dòng digital thôi. Giờ mình sẽ setup toàn bộ. Và đây là mixer sensor và đầu karaoke Q10. Rồi, mình sẽ setup xong và lên bộ set, mình sẽ cho các bạn trải nghiệm. Ok, như vậy là hệ thống đã được bắt đầu lên dàn. Mình ở đây các bạn thấy thiết kế này nó cũng khá là gọn. Vì ở đây nó là dòng Astido thì nó đã có bao gồm cái power sẵn bên trong. Thì mình chỉ cần đi hai dây tín hiệu 6 ly hoặc là từ tất cả từ một cái Canon ra mixer trực tiếp thôi, khá đơn giản. Nguồn bên trong. Và các nhìn mặt trước các bạn thấy thì mình thiết kế khá là đơn giản. Micro mixer và đầu Q10 Pro. Thì khá là đơn giản, nhìn cái tủ của mình rất là gọn gàng. Và khi mình sẽ quay cảnh từ xa nhìn nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Các bạn nên thông cảm cho mình nha. Khách đặt là hai trụ Compact nhưng mà do mình không có hàng kịp nên đành cho khách mượn một trụ L1 để phục vụ. Thì trên thực tế căn phòng này hai trụ Compact là đã quá đủ rồi. Diện tích 40 mấy đến 50 chứ. 50 cho đến dài là bao nhiêu nè. Dài là 8,5 m, ngang là 5. Các bạn có nhân lên 4 mấy gần 50. Hai trụ này với không tiền và diện tích như thế này khá là rộng. Và mình đoán là sẽ hơi nào âm thanh nó cũng sẽ bị hum ở góc độ này, tức là bị delay cái góc này, nhưng mà không ảnh hưởng vì khách hát là ở khu vực đây. Mình sẽ lấy phủ rộng âm thanh đều ở khu vực này. Các bạn nhìn rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Chúng ta có thể chơi nhạc cụ guitar hay là một cái micro ngoài thổi riêng cắm trực tiếp tại cái claw luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Karaoke đã giải quyết xong, bây giờ mình sẽ test nhạc để nghe. Chúng ta cùng hưởng thụ ha. Bây giờ đi ngủ sẽ đi xa, đi xung quanh hết cái phòng này để coi cái âm thanh nó có bị loãng hay không. Sống rất là xa, âm thanh rất là đầy đủ.
every single rainy day. Tell her about